chị Hà vừa thăm quan ngôi nhà quê ngoại của mẹ Bác Hồ thì cảm xúc chị nào? Thấy chị có vẻ như là cũng đang không giấu được sự xúc động của một vị kiều xã quê. Ngay từ khi bước chân xuống dưới dưới xe và vào đến cổng khu di tích này, không hiểu như nào nhưng mà mình không hiểu đất này nó linh thiêng hay là có một cái gì đấy, thì mình cảm thấy cái cảm xúc nó dâng trào, mà thấy vâng, có lẽ chị Hà với tâm trạng một Việt kiều xa quê lâu năm đã được về thăm quê hương, thăm nhà Bác nhưng không kìm nổi sự xúc động, mà qua đây đang thấy được sự khốn nạn của đám ba que bậy bạ xuyên tạc về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta. Thấy thương Bác hơn mà. Vâng. Em vừa vào nhà anh Thanh ngồi uống chén nước. Phần tử mà đã bị nhân dân ta lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, mà bây giờ họ đã sang đất Mỹ họ sống, họ mang quốc tịch Mỹ, mà họ đã dùng những cái phương tiện thông tin đại chúng họ xuyên tạc thân thế và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn chị đã có cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin cảm ơn các anh. Vâng, bác ở đâu ạ? Chị ở tên là gì? Tôi ở bên Gia Lâm. Phải, tôi là ông xã của. Vâng, cảm ơn hai bác. Tôi qua các anh thì tôi có cảm nhận thế này một chút. Thực tế thì đất nước ta là một nước gọi là có một truyền thống lịch sử vĩ đại của chống giặc ngoài sông. Còn bây giờ nói ngắn gọn là sự xuyên tạc của kẻ thù, đấy là điều việc làm của nó là việc làm cho ngoài lề, hoặc là mình những lời nói của nó mình có thể vứt vào trọt rác. Không có gì mình phải băn khoăn thì cái chuyện là rửa trắng và đen, mà chúng ta vẫn là ánh sáng mặt trời chói lọi, là sự nghiệp cuộc đảng của Bác Hồ là ánh sáng chói lọi muôn năm, không thể ai có thể phủ nhận được. Thế nên mình lời nói của bọn Ngụy hoặc là Chí Tản đã làm mình cho là cái thế lực nó thù hận không bao giờ chúng nó có thể phục thù được, nó đến lúc nó phải đi số 1 và cũng mang cái hận này thôi. Không làm gì được cái bạn nói rất hay ạ. Vâng. Cái bọn ba que cũ ấy, cả một đám phản động trong nước giờ được tiền nước ngoài ra sức xuyên tạc, thổi phồng, bóp méo, bôi đen lịch sử các bạn. Thành ra bọn cháu là người thực hiện chương trình Việt Vision là một nhóm anh em tư nhân thôi, nhưng mà cũng bỏ sức lực mọi trí tuệ ra để lập một cái kênh như thế để phản bác lại tất cả những vụ xuyên tạc những kẻ đó. Hôm nay vô tình anh em Việt Vision về thăm quê Bác và gặp hai bác đây ở Gia Lâm, rất là vui được hai bác chia sẻ. Bây giờ Tổng Bí thư đang có một cái học tập, tức là kiểu mà nói là một cách là tự chuyển biến tự chuyển hóa, thì chúng ta phải giữ vững lập trường đúng rồi, vững chắc và luôn luôn tức là đả phá những cái lời xuyên tạc của chỗ của kẻ tức là hận thù. Mình phải luôn luôn là tiêu diệt chúng nó về trong cuộc chiến tranh và tư tưởng này. Xin kính chào tất cả mọi người. Xin kính chào khán giả của Việt Vision. Xin mời mọi người đến với bản tin nóng của Việt Vision sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017. Hôm nay tôi sẽ đến với bà con về hai tin chính. Thứ nhất là tượng Hồ Chí Minh đã được chính thức chính phủ Áo quyết định dựng tại thủ đô Viên của nước Áo. Và thứ hai là một thanh niên da màu của Mỹ sau khi vào đồn cảnh sát đã bị chấn thương rất nặng, bị lạm dụng tình dục, và hiện nay là 4 cảnh sát trực tiếp tham gia vào các vụ việc đó hiện nay đang bị đình chỉ công tác. Nhưng ở Mỹ đang cứ dây lên những cuộc biểu tình bạo động rất lớn để ủng hộ cho thanh niên da màu đó. Thứ nhất là chính phủ Áo đã quyết định cho dựng tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Viên của nước Áo. Và trong tháng 2 hoặc tháng 3 này sẽ bắt đầu tiến hành. Đây là một bằng chứng mới để cho thấy rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới rất kính nể. Đây không phải là lần đầu tiên tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dựng ở trên một đất nước khác, đặc biệt là một đất nước châu Âu, nơi mà nó là cái nôi của văn minh nhân loại. Thì trước đây tôi đã từng nói đấy, ở ngay tại thủ đô Paris của nước Pháp, đúng không? Một cái đất nước mà đã bị chính Hồ Chí Minh đánh cho thua trận, cũng đã dựng một bức tượng của người hiện tại bây giờ vẫn đang đứng thẳng sừng sững rất uy nghiêm
tại thủ đô Paris của nước Pháp. Và đây ngoài ra thì còn một số thành phố của một số nước châu Âu cũng có tượng của người. Và lần này thì lại là đến thủ đô Viên của nước Áo, một đất nước xa xôi, thực ra cũng rất ít có quan hệ với Việt Nam. Nhưng qua đây thì mới thấy rằng cái sự tôn trọng đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh của thế giới quá lớn. Nó cũng là một cái bằng chứng hùng hồn để vả vào mặt, vả vào mồm những cái đứa bọn ba que xỏ lá, đúng không? Tuyên truyền bậy bạ. Những chỉ cần một hành động của một chính phủ thì hơn ngàn vạn câu nói của những kẻ đầu đường xó chợ, câu nói của những kẻ ba que xỏ lá, đúng không? Hãy nhìn xem có lãnh tụ nào của châu Á được như thế không? Châu Á nhé, chứ không còn nói ba cái thằng Diệm Thiệu thì không nói nhé. Hãy nhìn xem có lãnh tụ nào của châu Á được vinh dự như thế không? Xin nhắc lại, ở tại Paris còn có một bức tường gắn trên đó 100 bộ mặt làm nên thế kỷ 20 nhé. Thì Hồ Chí Minh với bộ râu dài và nụ cười hiền hậu nở một nụ cười rất tươi ở trên bức tường đó nhé. Cả châu Á có hai người, đó là Nehru của Ấn Độ và Hồ Chí Minh của Việt Nam. Một lần nữa nhé, xin yêu cầu bọn ba que xỏ lá hãy đấu tranh làm sao để cho nước Pháp họ đầy đổ cái bức tượng của Hồ Chí Minh đi, họ gỡ cái mặt của Hồ Chí Minh ra khỏi cái bức tượng đó. Rồi bây giờ đó, thì tôi được biết thì là hiện nay là bọn ba que xỏ lá đang lồng lộn lên để yêu cầu chính phủ Áo không được dựng cái bức tượng đó. Nhưng tôi tin chắc là bức tượng đó sẽ vẫn được dựng, lẽ phải bao giờ cũng phải chiến thắng. Qua đây thì cũng đề nghị chính phủ Áo và Đại sứ quán Áo tại Hà Nội hãy nghiêm túc thực hiện tất cả những cái gì mà mình đã cam kết, không nghe theo bọn xấu, và đồng thời đề nghị kêu gọi tất cả bà con yêu nước trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài hãy lên tiếng để chính phủ Áo yên tâm đàng hoàng dựng tượng của người, không vì một cái lý do gì, không vì những cái điều bịa tạc xuyên tạc của bọn ba que xỏ lá mà làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai đất nước. Thôi tôi cũng không cần phải nói nhiều, vì trước đây tôi đã có một loạt bài bình luận về Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ chỉ cần nói như thế để mọi người thấy, và cũng báo cho mọi người một tin mừng. Đấy là trong một những bằng chứng hùng hồn nhất để chứng minh Hồ Chí Minh là ai. Thế còn phần thứ hai, tin thứ hai thì là qua thời sự thì chúng ta được biết, đều được biết đấy, đúng không? Hiện tại ở Mỹ bây giờ đang xảy ra một vụ, trước đây thì nhiều lắm, thế nhưng mà vì mọi người đa số là chỉ xem ở trên truyền hình, nhưng mà thực ra thì có rất nhiều người không có điều kiện để xem truyền hình nhưng mà lại hay lang thang trên mạng, cho nên bây giờ tôi mới quyết định là sẽ có những tin nóng tôi sẽ đưa lên, đúng không? Một thanh niên da màu ở Mỹ sau khi bắt vào đồn cảnh sát ra mấy ngày đó thì ra là hiện nay đang chấn thương rất nặng, phải nằm viện cấp cứu trong tình trạng rất là nguy kịch, và hiện nay 4 cảnh sát liên quan trực tiếp đến vụ việc này đã bị đình chỉ công tác. Nhưng hiện nay làn sóng biểu tình đang đặc biệt của người da đen ở da màu ở Mỹ hiện nay đang bùng phát ở rất nhiều thành phố lớn và gây ra những cuộc bạo loạn rất là khủng khiếp. Chính quyền đang kêu gọi là tất cả hãy bình tĩnh, và các cuộc biểu tình này đang nổ ra để ủng hộ cho chàng thanh niên da màu đỏ. Thế thì qua đây chúng ta mới thấy là theo cái luận điệu của cái bọn ba que xỏ lá ấy, thì chỉ có cảnh sát Việt Nam thì mới làm chuyện bậy bạ, đúng không? Cảnh sát Việt Nam mới hèn, mới giặc với ác với dân. Thế bây giờ cảnh sát nước Mỹ đấy, hình như là tôi nghe đâu là có một tên thì lạm dụng tình dục, còn 3 tên khác thì tra tấn nhá. Chúng ta hãy theo dõi cái vụ này, và từ nay trở đi tôi hứa với bà con là tôi sẽ luôn luôn có những bản tin nóng để đến với bà con. Còn hôm nay xin chào và hẹn gặp lại. Chào bà con khán giả của Việt Vision. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người rất đau, trong lòng người từng đã sao.